Mời quý vị đến với những tin tức chính của phiên giao dịch ngày 8 tháng 12. Thị trường chứng khoán mở cửa tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch cuối tuần. Tuy nhiên, hầu hết thời gian thì thị trường chủ yếu biến động giằng co trong biên độ hẹp. Thanh khoản hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua và quay trở lại khoảng 17.000 tỷ. Trong đó, dòng tiền chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 2 giờ tới 2 giờ 15 buổi chiều. Kết thúc phiên, VN Index đóng cửa tăng 2,95 điểm tương đương với 0,26% lên 1.124,44 điểm. VN30 tăng 3,54 điểm tương đương với 0,32% lên 1.114,89 điểm. Bán lẻ, dầu khí và thực phẩm đồ uống là top các ngành tăng tốt nhất hôm nay. Ở chiều ngược lại thì dịch vụ tài chính lại ghi nhận giảm điểm. Đến với phân tích kỹ thuật thì trên đồ thị tuần, VN Index đã kết thúc khá đẹp khi nến tuần đóng cửa trên MA50 và MA10. Khối lượng giao dịch tuần này cũng đã cải thiện trong 2 tháng trở lại đây. Còn trên đồ thị ngày, việc VN Index đóng cửa phiên thứ 6 tăng nhẹ đã giúp cho thị trường đang có dấu hiệu tạo vùng nền mới với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là MA200, tương ứng với khoảng 1.118 điểm. Hiện tại thì dòng tiền đang có dấu hiệu luân phiên giữa các nhóm ngành và điểm trừ là xu hướng luân phiên kéo trụ và xả mid cap. Như vậy là vẫn còn thiếu đi sự đồng thuận của cả thị trường trong một nhịp tăng mới. Đến với các cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý, ngành bán lẻ dẫn đầu mức tăng của thị trường phiên hôm nay với sự thúc đẩy của MWG. Theo đó thì cổ phiếu MWG đã tăng 4,28% trong khi các cổ phiếu cùng ngành không tăng mấy. Sự tích cực của MWG phiên hôm nay có thể do thông tin Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đăng ký mua vào cổ phiếu trong thời gian gần đây, dù tỷ lệ đăng ký mua không nhiều. Nhóm thép đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù cuối phiên thì đã suy yếu nhưng HPG vẫn tăng 0,36%. Nam Kim về tham chiếu còn Hoa Sen thì kết phiên trong sắc đỏ. POM là cổ phiếu duy nhất tăng kịch trần về cuối phiên. Trong buổi sáng, đã có lúc các cổ phiếu thép tăng từ 2 cho tới 4%. Ngày 4 tháng 12 vừa qua, nhóm quỹ Hàn Quốc là Kim Việt Nam Fund đã tăng tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn của Nam Kim. BID là cổ phiếu tăng điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index hôm nay với mức tăng 3,2%, theo sau là Masan. Hôm nay, cổ phiếu Masan tăng 4,25% với khối lượng khớp lệnh cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, Masan cho biết quỹ đầu tư Bain Capital đã đồng ý gia tăng thêm 50 triệu đô vào khoản đầu tư vốn cổ phần của Masan Group, nâng mức đầu tư lên 250 triệu đô. Cổ phiếu dầu khí cũng có phiên giao dịch khởi sắc với PLX tăng 1,42%, PAO tăng 1,3% và PVD thì tăng 0,88%. Nhiều thông tin cho biết giá cho thuê giàn khoan đang neo ở mức kỷ lục đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của PVD. Một vài cổ phiếu tích cực khác trong phiên hôm nay có thể kể đến như là TAR thì tăng trần, DTD tăng 5,65%. Đến với các cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý, cổ phiếu chứng khoán kéo dài sự tiêu cực khi tiếp tục đi ngược thị trường phiên hôm nay với VND giảm 1,36%, VCI giảm 1,65%, FTS giảm 1,29%, VIX thì để mất 1,43% và BSI thì để mất 2,15%. Một vài nhóm cổ phiếu có diễn biến tiêu cực đáng chú ý khác như là ở nhóm xây dựng thì có Cotecom giảm 2,13%, Hòa Bình thì để mất 1%, Fecon thì để mất 2,04%. Ở nhóm bất động sản thì Đất Xanh giảm 2,44%, DXS giảm 3,33% và HDC thì giảm 1,04%. Tương tự như thị trường cơ sở, chứng khoán phái sinh hôm nay chủ yếu biến động giằng co quanh mức 1.112 điểm. Diễn biến buổi sáng thì tương đối ảm đạm, sang đến buổi chiều thì thị trường giao dịch rõ ràng hơn khi khối lượng tăng cao hơn và đã có lúc cao nhất thì phái sinh tăng được 7 điểm. Chính diễn biến giằng co đã khiến cho hợp đồng F1 đóng cửa ở ngưỡng tham chiếu. Khối lượng giao dịch của phiên nay giảm mạnh so với hôm qua và đạt 234.000 hợp đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua dòng hơn 1.800 hợp đồng với hơn 5.100 hợp đồng long và hơn 3.300 hợp đồng short. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay thu hẹp đà bán dòng với hơn 451 tỷ đồng, tiếp tục tập trung vào bán dòng Vinhome với giá trị 247 tỷ đồng, Sacombank 87 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán lớn ở châu Á đều tăng điểm hôm nay, đi ngược dòng thì có thị trường Hồng Kông và Nhật Bản. Theo một cuộc khảo sát của Reuters gần đây cho biết, giá trị các khoản vay mới của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 11 so với tháng trước và cũng có thể tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này thể hiện sự nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc khi cố gắng củng cố niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai tăng 0,11%, Kospi tăng 1,03%. Ở chiều ngược lại, Nikkei giảm 1,68% và Hang Seng giảm 0,07%.
Ở phía bên kia bán cầu, chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Năm khi các nhà đầu tư xem xét lại dữ liệu thị trường lao động để tìm tín hiệu mới về lãi suất. Chỉ số Dow Jones tăng 0,17% và chỉ số S&P 500 đã tăng 0,8%. Dẫn đầu phố Wall hôm qua là Nasdaq với mức tăng 1,37% với sự thúc đẩy của một số cổ phiếu vốn hóa lớn như là Amazon tăng 1,63%, Nvidia 2,4%, Intel 2,13% và Apple 1,01%. Nổi bật nhất phiên hôm qua là cổ phiếu của công ty mẹ Google, đó là Alphabet thì đã tăng 5,3% sau khi công ty cho ra mắt Gemini. Đây là mô hình trí tuệ nhân tạo mới có thể giúp cho công ty thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI với Microsoft. Cuối cùng là thị trường hàng hóa và tiền tệ. Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước thì điều chỉnh trái chiều. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC đi ngang ở chiều mua và giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều bán. Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở lượng mua vào và giảm 50.000 đồng ở lượng bán ra với vàng SJC. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh trái chiều với giá mua tăng 100.000 đồng một lượng, còn giá bán thì giảm 100.000 đồng một lượng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!